Tư Cổ Chí Kim, mỗi một quốc gia muốn trở nên lớn mạnh, hoặc ít nhất là có thể bảo vệ bờ cõi, thì phải xây dựng được một quân đội nhất định. Trong đó, nhu cầu về thủy quân đổ bộ đất liền đã đi cùng với bề dày lịch sử của rất nhiều nước trên thế giới. Ở Việt Nam, thủy quân đã đóng vai trò quan trọng trong quân đội của nhiều triều đại. Một trong những đội thủy quân nổi tiếng đó là vào thời kỳ đầu tiên của nhà Nguyễn, với trận Thi Nại uy nhanh thiên hạ, làm nên tên tuổi của thủy quân Gia Định, đã đánh tan quân đội Tây Sơn hùng mạnh do tư đồ Võ Văn Dũng dẫn đầu, chứng tỏ được uy phong của mình trên trận địa. Kéo dài đến thời Pháp thuộc, gần như toàn bộ lực lượng thủy quân là của người Pháp, dành để cai quản thuộc địa. Phải tới tận những năm 1950, khi các phe lớn nhỏ ở Việt Nam vùng lên kháng chiến và quân Pháp phải chấp nhận hòa đàm, trao trả độc lập cho quốc gia Việt Nam. Đi cùng là sự công nhận từ quốc tế một cách giành chánh ngôn thuận. Quốc gia Việt Nam đã có một chỗ đứng trên trường quốc tế một cách minh bạch, rõ ràng với sự công nhận của nhiều quốc gia lớn của thế giới lúc bấy giờ. Năm 1951, khi đã được trao trả độc lập và những bước đầu xây dựng bộ máy chính trị, quân đội quốc gia, Quốc trưởng Bảo Đại đã thành lập các lực lượng quân sự cùng với sự hỗ trợ của các đảng cánh tả Pháp. Tổ chức đã đấu tranh về sự độc lập của xứ An Nam và chấm dứt thuộc địa. Tháng 3 năm 1952, Hải quân Việt Nam chính thức ra đời, nghĩa là tới 92 năm, thủy quân Việt Nam mới được khôi phục. Với sự tăng dần quân số mạnh mẽ của bộ binh, hải quân và có nhu cầu tác chiến đổ bộ đường thủy, ngày 1 tháng 10 năm 1954, tại Nha Trang, lực lượng bộ binh hải quân chào đời. Lịch sử các tiểu đoàn. Vào tháng 8 năm 1954, tiểu đoàn 1 Quái Điểu, con cọp biển đầu đàn, thành hình tại Nha Trang, mang biểu tượng con cú và bầu trời đêm đầy sao, biểu trưng cho chiến thuật săn đêm của bộ binh hải quân. Tháng 4 năm 1956, lực lượng bộ binh hải quân cải danh thành Thủy quân Lục chiến, trực thuộc quân chủng hải quân và đặt dưới quyền điều động của Bộ Tư lệnh Hải quân. Cũng trong năm này, tiểu đoàn 2 Trâu Điền Cát Tiến được thành lập tại Rạch Dừa, sau đó chuyển về Cam Ranh, mang biểu tượng con trâu nước Việt Nam, ngang tàn và mạnh mẽ, hai mắt lông đỏ, sẵn sàng băng càn qua phòng tuyến địch. Năm 1957, tiểu đoàn 3, biệt danh là Sói Biển, được thành lập, mang cho mình hình ảnh một con sói cầm đinh ba của thủy thần Poseidon. Tiểu đoàn được ghi nhận thành tích sau trận Đông Hà trong mùa hè năm 1972, với sự kiện 700 tay súng của tiểu đoàn đã tham gia cùng các đơn vị khác ngăn cản thành công đà tiến quân của Bắc Việt, có chiến xa hạng nặng và phi pháo yểm trợ. Năm 1961, tiểu đoàn 4 mang tên Kình Ngư, với biểu tượng con cá mập với cánh bườm trên lưng vượt sóng thần, đã được thành lập tại thị xã Vũng Tàu và đặt hậu cứ ở trong thị xã. Khi chỉ vừa mới thành lập, tiểu đoàn đã cùng với hải quân mở ngay chiến dịch truy quét tiểu đoàn U Minh của Việt Cộng, có pháo lớn và đại liên tại vùng rừng U Minh. Từ năm 1960 cho đến khi tan hàng vào năm 1975, ngoài trừ tiểu đoàn 4 đóng ở Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh cùng các đơn vị yểm trợ đóng ở Thị Nghè, Sài Gòn, thì toàn bộ phần còn lại của sư đoàn đều đóng ở hậu cứ Sóng Thần, Rừng Cấm, quận Thủ Đức. Vào ngày đầu năm mới, năm 1962, Liên đoàn Thủy quân Lục chiến được cải danh thành Lữ đoàn, tách khỏi Hải quân và được đặt dưới quyền điều động trực tiếp của Bộ Tổng Tham mưu. Cũng trong năm này, để yểm trợ cho các tiểu đoàn Thủy quân Lục chiến, tiểu đoàn 1 pháo binh Loan Hỏa được thành lập gồm 2 pháo đội 75 ly và 1 pháo đội 105 ly. Năm 1963, tiểu đoàn 2 Trâu Điên đã đánh trận đầu tiên ở Đầm Dơi thuộc tiểu khu An Xuyên. Cũng trong năm này, toàn bộ lữ đoàn đã mở 2 cuộc hành quân sóng tình thương vào mặt khu Đậu Xá, Đắc Thánh Việt Cộng ở miền Trung. Mặt khu là căn cứ rộng lớn ở miền Trung, địa hình hiểm trở, nằm giữa 3 tỉnh Kon Tum, Quảng Nam và Quảng Ngãi ngày nay. Đây có thể coi là căn cứ đầu não của Liên Khu 5, là trạm chuyển tiếp của đường Trường Sơn. Năm 1964, lữ đoàn thành lập tiểu đoàn 5 Hắc Long. Tiểu đoàn 5 mang cho mình một sứ mạng lớn khi được minh họa là một con rồng triều Nguyễn màu đen vàng quấn quanh địa cầu thành hình số 5.
Đây cũng là năm đen tối của thủy quân lục chiến, khi tiểu đoàn 4 Kình Ngư lọt vào ổ phục kích của trung đoàn 27 Việt Cộng Bình Giả ở vùng rừng cao su thuộc tiểu khu Phước Tuy. Trong trận Bình Giả, tiểu đoàn chịu thiệt hại nặng và thương vong hơn 60% quân số. Tiểu đoàn trưởng và tiểu đoàn phó đều tử trận. Năm 1965, lữ đoàn thủy quân lục chiến có 5 tiểu đoàn tác chiến, 1 tiểu đoàn pháo binh và các đại đội yểm trợ, thủy bộ, quân y, công binh, viễn thám và huấn luyện. Cũng trong năm này, lữ đoàn thủy quân lục chiến cùng với sư đoàn nhảy dù và các liên đoàn biệt động quân trở thành các lực lượng tổng trừ bị dưới quyền điều động trực tiếp của Bộ Tổng Tham mưu. Ngày 8 tháng 4 năm 1965, tiểu đoàn 2 Trâu Điên được tăng phá cho sư đoàn 22 bộ binh, đã đánh bại một trung đoàn thuộc sư đoàn 3 Sao Vàng tại Phụng Dư, tiểu khu Bình Định. Năm 1966, tiểu đoàn 2 Trâu Điên được tăng phá dưới quyền điều động của sư đoàn 1 bộ binh từ An Hòa, Huế di chuyển ra Quảng Trị và bị bao vây phục kích tại Phong Điền, Thừa Thiên. Tiểu đoàn đã một mình mở đường máu, phản phục kích và đánh đuôi cả một trung đoàn của Việt Cộng có đại liên tại đây. Nhưng tiểu đoàn đã mất trâu đầu đàn, trung tá Lê Hằng Minh cùng với 42 quân nhân khác tử trận và gần 100 người bị thương, trong đó có trung úy Nguyễn Xuân Phúc. Đài Hà Nội hả hê đọc tuyên bố đã lấy được đầu Trâu Điên. Tuy nhiên sau đó, những người thay thế cố trung tá Lê Hằng Minh cũng chẳng thua kém gì. Năm này cũng là năm tư lệnh thủy quân lục chiến, thiếu tướng Lê Nguyên Khang được thăng lên cấp trung tướng. Cuối năm 1966, tiểu đoàn 6 Thằng Ưng Cảm Tử được thành lập với hình con ó đậu trên mỏ neo. Nhưng do họ chiến đấu ngoan cường đúng như tên gọi, băng qua các trận lớn với nhiều mất mát đau thương, nên người ta sau này đã bỏ đi chữ Cảm Tử, chỉ giữ lại Thằng Ưng để tránh điềm xấu. Năm 1968 là năm tác chiến ác liệt của thủy quân lục chiến, khi tất cả các tiểu đoàn đều tham gia các cuộc hành quân giải tỏa quanh đô thành Sài Gòn và cố đô Huế. Họ đã chiến đấu cản bước tiến địch, lẫn di tản, cứu hộ, cứu thương người dân tại các mục tiêu của Việt Cộng. Ngày 1 tháng 10 năm 1968, kỷ niệm 14 năm thành lập, sư đoàn thủy quân lục chiến được hình thành nhưng chưa đầy đủ sức mạnh chiến đấu. Lúc đó, sư đoàn được hình thành với lữ đoàn A, tiền thân của lữ đoàn 147 và B, tiền thân của lữ đoàn 258, để chỉ huy 6 tiểu đoàn bộ chiến cùng 1 tiểu đoàn pháo binh. Các đơn vị yểm trợ như truyền tin, công binh, quân y đều nâng cấp từ đại đội lên tiểu đoàn. Sang Ất Dậu năm 1969, chiến sự vẫn leo thang ác liệt hậu Mậu Thân năm 1968. Trong một trận đánh ác liệt gần Biên Hòa trong tháng 2 năm 1969, tiểu đoàn 5 Hắc Long được ăn thưởng huy chương US Navy Unit Commendation. Tiểu đoàn 7 Hùm Xám được thành lập vào ngày 1 tháng 6 năm 1969 tại rừng Cấm, Thủ Đức. Sau đó, tiểu đoàn di chuyển huấn luyện bổ túc đơn vị tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Vạn Kiếp, Bà Rịa trong vòng 3 tháng. Tiểu đoàn 7 sẵn sàng tham dự vào cuộc hành quân đầu tiên với lực lượng đặc nhiệm thủy bộ 211 nhằm thay thế cho sư đoàn 9 Riverine rút về nước trong vùng Kiến Hòa, Mỹ Tho, Chương Thiện. Tiếp đến, binh chủng thành lập thêm tiểu đoàn 2 pháo binh Thần Tiễn vào tháng 4 năm 1969, tiểu đoàn 3 pháo binh Nỏ Thần vào tháng 11 cùng năm. Để thay thế lực lượng cơ động sông ngòi của Hoa Kỳ bắt đầu triệt thoái, tiểu đoàn B thủy quân lục chiến kết hợp cùng hải quân vùng 4 sông ngòi thành lực lượng đặc nhiệm thủy bộ 211 với bộ chỉ huy ở căn cứ Đồng Tâm gần Mỹ Tho, hành quân thường trực từ giữa năm 1969 ở khu vực U Minh, Chương Thiện và định tường Kiến Hòa. Cũng trong năm này, tiểu đoàn 8 Ó Biển và tiểu đoàn 9 Mảnh Hổ được thành lập. Đồng thời, thành lập lữ đoàn 369 gồm các tiểu đoàn 3, 6 và 9. Đầu năm 1970, bệnh viện Lê Hữu Sanh thuộc tiểu đoàn quân y thủy quân lục chiến được thành lập. Trong năm 1972, cả 3 lữ đoàn thủy quân lục chiến cùng với sư đoàn 3 bộ binh thay phiên nhau chống đỡ các cuộc tấn công dữ dội có thiết giáp hạng nặng và trọng pháo của Liên Xô qua biên giới của quân Bắc Việt. Sau khi Quảng Trị mất,
lữ đoàn 258 và lữ đoàn 369 nhận lệnh trấn đóng tuyến đầu của quân đoàn 1 chặn đối phương tại tuyến sông Mỹ Chánh, để lữ đoàn 147 mở các cuộc tấn công qua bên kia sông nhằm phá hủy các nỗ lực tiếp liệu và tuyến tiếp vận của đối phương. Sau đó, cùng với sư đoàn nhảy dù mở cuộc phản công tái chiếm cổ thành Đinh Công Tráng, Quảng Trị. Để tái chiếm được cổ thành, đã có hơn 3.500 lính thủy lục chiến tử trận và hàng ngàn lính khác bị thương. Ngày 15 tháng 9 năm 1972, tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 6 đã tiến vào cổ thành, cùng dương cao lá cờ quốc gia màu vàng ba sọc đỏ lên tường thành. Tuy nhiên, lễ thượng kỳ chính thức được quân lực Việt Nam Cộng Hòa tổ chức vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 16 tháng 9 năm 1972. Trong tháng 3 gãy súng năm 1975, tiểu đoàn 5 Hắc Long tử thủ tại cửa biển Tư Hiền tại Huế cho quân đoàn 1 rút ra biển. Họ đã cầm cự trên bãi biển suốt 3 ngày 3 đêm tới viên đạn cuối cùng, thậm chí là súng đại liên nằm trên xe thiết giáp, thuyền bè nằm lại. Tôi đã may mắn được gặp gỡ các cựu binh từ cả hai phía chiến tuyến. Ai cũng kể rằng tiểu đoàn 5 Hắc Long lì và ngang ngược vô cùng. Bởi vậy, những chiến sĩ của tiểu đoàn 5 có mặt trên bãi biển ngày hôm ấy đã bị đưa đi cải tạo vô cùng đau đớn, chốn rừng thiêng nước độc. Và có những anh em đã vĩnh viễn nằm lại những cánh rừng không bia mộ đó. Xương máu hy sinh của các chiến sĩ thì không gì có thể sánh được. Vì vậy, chúng tôi chỉ nêu sơ qua các sự kiện nổi bật, chứ không thể liệt kê hết tất cả các chiến công tại đây, mong quý cựu binh thông cảm. Biểu tượng. Trước năm 1968, tại công trường Lam Sơn đã có cột mốc biểu trưng của thủy lục chiến, hình một con ó đậu trên cái mỏ neo. Bên dưới có ngôi sao đỏ và hình đất nước Việt Nam. Cho tới sau sự kiện Tết Mậu Thân, trước sự thua thiệt về khí tài quân sự và yếu tố bất ngờ của bội ước đình chiến, thủy lục chiến vẫn chiến đấu oanh liệt bảo vệ ở các vùng trọng yếu, chẳng hạn như Huế hay Sài Gòn. Vì vậy, chính phủ quyết định cho xây một tượng đài tưởng niệm thủy lục chiến bằng đá lớn, cao khoảng 4,5 m, hình hai chiến sĩ thủy lục chiến, một người đang song pha với một khẩu đại liên 30 và một người đang níu chặt người trước để nó gót tiến lên. Trên tay giữ chặt khẩu súng trường M1 Garand. Nó đã trở thành một sự kiện lớn, một biểu tượng cũng như địa điểm check-in hấp dẫn cho bao gia đình, con người từ tứ xứ đến Sài Gòn. Bức tượng này đã là nhân chứng lịch sử của bao sự kiện, từ các cuộc bầu cử tới tưởng niệm các vị anh hùng vì quốc phong thân hay các cuộc biểu tình lớn nhỏ. Đến cuối cùng, bức tượng này chứng kiến vị trung tá cảnh sát Nguyễn Văn Long tửng tiết. Và rồi, hai chàng thủy lục chiến bằng đá này cũng bị bức tử không lâu sau đó. Trước những chiến thắng oai hùng đó của thủy lục chiến Việt Nam Cộng Hòa, nhiều bạn trẻ ngày nay tìm hiểu nửa mùa lại buông ra những câu nói như giỏi vậy sao lại thua, sao lại bỏ chạy. Có lẽ các em không hiểu về cụm từ chiến thuật và chiến lược. Đúng là thủy lục chiến mạnh, tác chiến tốt ở mặt chiến thuật, nhưng ở chiến tranh bàn giấy của các chính khách Việt Nam Cộng Hòa lại thất bại trên mặt trận chiến lược, dẫn tới sự sụp đổ hoàn toàn là lẽ tất yếu. Lối tác chiến. Sư đoàn thủy lục chiến là đơn vị cơ động nhất trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đơn vị được thành lập theo đà phát triển của chiến tranh, chia sẻ gánh nặng với các đơn vị bạn. Sư đoàn thủy lục chiến được đánh giá là một trong những đơn vị chiến đấu tốt nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa dưới góc nhìn của cả sĩ quan Hoa Kỳ cho tới cựu binh Bắc Việt và Việt Cộng sau này. Có một điều đặc biệt, đó là tất cả các quân nhân trong sư đoàn thủy lục chiến, từ binh sĩ cho tới sĩ quan đều là tình nguyện. Sư đoàn đã lập được nhiều thành tích, tham gia nhiều mặt trận, từ vùng rừng rậm thành phố, các vùng duyên hải ven biển và vùng đồng bằng lầy lội. Với những thành tích đạt được, sư đoàn được tặng thưởng dây biểu chương ba màu tam hợp bảo quốc huân chương trên ngực áo. Ban đầu, thủy lục chiến chỉ giữ nguyên lối đánh cũ theo đúng tên gọi, đó là đổ bộ tấn công từ đường thủy. Tuy nhiên, do lực lượng này đánh trận quá tốt, cũng như nhu cầu chiến sự ngày càng tăng cao, sau này họ đã được chi viện cho các mặt trận bằng trực thăng, xe tải quân dụng hay thậm chí là nhảy dù. Quân phục người thủy lục chiến. Người chiến sĩ thủy lục chiến rất dễ nhận biết so với các binh chủng khác,
nhờ vào màu áo rằn của họ. Đã từng được nhắc qua câu thơ của Trung tá Lê Hằng Minh như sau: vì tôi là lính áo rằn, ra đi nào biết mấy trăng mới về. Màu áo rằn này là một thiết kế rất đặc biệt của Việt Nam lúc đó, phát triển từ hoa văn da thằn lằn, laser camel của Pháp. Trước năm 1959, Việt Nam Cộng Hòa cho ra mắt hoa văn ngụy trang thủy lục chiến đầu tiên, tiếng Anh gọi là Vietnamese Marine Camel Top One, có tạo hình khá giống với nét cọ thư pháp của ông đồ Việt, hay người ta còn gọi là bệt sóng thần. Có lẽ vì vậy mà tiêu ngữ trên quân kỳ của thủy lục chiến Việt Nam Cộng Hòa là mặn như sóng thần, hay họ gọi nhau là cọp biển. Đây được đánh giá là mẫu thiết kế đặc trưng và tuyệt vời của người Việt Nam lúc bấy giờ. Tương tự như mẫu hoa rừng của lính dù, nó mang lại tính thực chiến tốt, phù hợp với địa hình của Việt Nam. Do vậy mà người Mỹ đã hợp tác nghiên cứu và cho ra mắt thêm hàng loạt mẫu rằn mới sau này có tên là Tiger Strap, hay còn gọi là rằn cọp. Tuy ban đầu là đặc trưng của thủy lục chiến, nhưng vào những năm chiến cuộc leo thang, mẫu rằn ri này cũng trang bị kha khá cho các lực lượng khác như địa phương quân, CIDG ở cao nguyên Trung Phần, lực lượng đặc biệt hay thậm chí là bộ binh. Sau năm 1975, cụ thể là vào năm 1994, quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục phát triển mẫu rằn cọp này, vẫn giữ nguyên tên Tiger Strap với mã định danh là K-94. Lực lượng thủy lục chiến lần nữa được tái lập với tên gọi mới là Hải quân đánh bộ, giống với tên gọi tương đương của Trung Quốc. Họ vẫn tiếp tục là một trong những chiến binh then chốt thiện chiến của quân đội bây giờ. Quay trở lại, mẫu nón sắt M1 của thủy lục chiến Việt Nam Cộng Hòa được bọc bởi hoa văn lá nho giống quân đội Hoa Kỳ, tên là Mitchell. Tuy nhiên, sau khi mẫu Euro ra mắt, thủy lục chiến lại sử dụng văn nhiều là mẫu này. Thậm chí các trận ở Huế năm 1968 hay Quảng Trị năm 1972, thủy lục chiến được trang bị mặc luôn cả quân phục tác chiến hoa văn Euro. Đôi lúc cũng có xen lẫn màu hoa rừng của lính nhảy dù, tùy vào địa hình chiến trận lúc đó. Còn về phần quân phục làm việc, những quân nhân thủy lục chiến sở hữu đồng phục sơ mi, quần tây màu vàng kem kaki, đeo lon trên vai và đội nón kepi rất lịch sự. Cạnh đó là mẫu nón bere hay mũ nồi của thủy lục chiến mang màu xanh, có thêu biểu hiệu bằng vải lụa, hoặc có người lại thích đính các huy hiệu bằng đồng hơn. Do đó, ngày xưa binh chủng thủy lục chiến được người ta quen gọi là chiến sĩ mũ xanh. Mà ngày nay, quân đội nhân dân Việt Nam cũng lấy cái tên chiến sĩ mũ xanh cho người lính của họ. Do muốn đánh tráo hay sao thì tôi không rõ, nhưng hẳn quý khán thính giả ở đây ai cũng nhớ một câu thơ từng viết trên mặt báo sau chiến thắng tại Quảng Trị năm 1972. Cánh nào chịu được ngàn cân, trai nào sánh được thủy thần mũ xanh. Chúng ta là con đường.
Vậy thì quân lục chiến hiên ngang, sắt son gìn giữ ngọn cờ vàng, hút lửa hờn thắm lên đầu giặc, vui niềm vui chiến thắng vinh quang. Người thì quân lục chiến ra đi, chẳng ai đường xa gió bụi gì, giữa từng tấc đất yên quê mẹ không bao giờ tiếc tuổi xuân khi. Những ngày oanh liệt ấy nay đâu, trăng đêm mai kiếm bạc mái đầu, ai về Quảng Trị nơi thành cổ, hỏi áo hoa rừng có nhớ nhau. Người thủy quân lục chiến vang danh, ra đi ngày ấy mong chưa thành, anh hùng tử khi hùng nào từ, sẽ về lấy lại vàng trời xa. Không có anh để thờ để khóc, anh nằm xuống nơi rừng sâu đơn độc, trong ba lô chỉ có lá thư tình. Những con bướm rừng nhỏ bé xinh xinh bay chấp chơi về tìm anh bên mộ. Bài thơ tặng em anh đang viết dở, bằng mẫu thân ta phơi xác quân thù. Lam Sơn oanh liệt cả ngàn thu, cờ rạng rỡ trên nóc thành Quảng Trị. Bao nhiêu năm vắng anh đời vô vị, giặc hung tàn đã dập nát quê hương. Hãy cho em bài thơ tròn yêu thương, đội máu thắm giữ cờ vàng tổ quốc, màu áo hoa rừng liệt oanh bất khuất, hồn anh về nơi chốn thú ân tình. Thì quân lục chiến hiên ngang, sắt son gìn giữ ngọn cờ vàng, rút lửa hờn thắm lên đầu giặc, vui niềm vui chiến thắng vinh quang. Người thì quân lục chiến ra đi, chẳng ai đường xa gió bụi gì, giữa từng tấc đất yên quê mẹ không bao giờ tiếc tuổi xuân khi. Những ngày oanh liệt ấy nay đâu, trăng đêm mai kiếm bạc mái đầu, ai về Quảng Trị nơi thành cổ, hỏi áo hoa rừng có nhớ nhau. Người thủy quân lục chiến vang danh, ra đi ngày ấy mong chưa thành, anh hùng tử khi hùng nào từ, sẽ về lấy lại vàng trời xa. Không có anh để thờ để khóc, anh nằm xuống nơi rừng sâu đơn độc, trong ba lô chỉ có lá thư tình. Những con bướm rừng nhỏ bé xinh xinh bay chấp chơi về tìm anh bên mộ. Bài thơ tặng em anh đang viết dở, bằng mẫu thân ta phơi xác quân thù. Bằng lòng
Lam Sơn oanh liệt cả ngàn thu, cờ rạng rỡ trên nóc thành Quảng Trị. Bao nhiêu năm vắng anh đời vô vị, gặp hung tàn đang dập nát quê hương. Hãy cho em bài thơ tròn yêu thương, đội máu thắm giữ cờ vàng tổ quốc. Màu áo hoa rừng liệt oanh bất khuất, hồn anh về nơi chốn cũ ân tình. Hay bao người còn đói khổ điêu linh, lửa vẫn cháy mẹ Việt Nam vẫn đợi. Hay bao người còn đói khổ điêu linh, Việt Nam đời.